Chị đưa bố tôi lên Vĩnh Hằng vào 16:30 chiều ngày hôm nay. Gia đình tôi an táng bố tôi tại nghĩa trang Mã Chép, Đơn Giang, phường Trung Ương. Gia đình tôi mong các cụ, các ông, các bà, các anh chị tới dự lễ an táng của bố tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn. Xin mời các cụ bái và làm thủ tục dẫn vong. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy vâng phép Phật là trên đây, vâng lời Phật dạy vậy nay bước vào trình quan bắt đầu năm sau vai vào cầm phuấn đón vong. Ba cân ẩm thực mà đã xong, trong ba cân ấy đón vong ra ngoài. Khách bên đông dẫn ra bên ngoài, vâng lời Phật dạy những điều thượng thu. Vãi tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.